Theo truyền thống đón năm mới đã có từ hơn một thế kỷ qua của nước Mỹ, vào đêm cuối năm, người dân lại tập trung ở quảng trường thời đại của thành phố New York để chứng kiến khoảnh khắc quả cầu ánh sáng khổng lồ được thả từ trên nóc tòa nhà One Times Square xuống thấp, báo hiệu năm mới bắt đầu. Đại dịch COVID-19 tuy có thể buộc sự kiện đếm ngược tới giao thừa tại quảng trường thời đại phải thu hẹp quy mô để đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch, nhưng không thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của hoạt động mang tính biểu tượng này. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp lễ đón giao thừa ở quảng trường thời đại được tổ chức trong trạng thái bình thường mới, và các nhà tổ chức khuyến khích người dân theo dõi sự kiện này qua truyền hình hoặc Internet. Ở thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 60.000 người sẽ tụ họp tại quảng trường thời đại để chờ đón giao thừa. Nhưng nay con số này được giới hạn ở mức 15.000 người do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vài ngày trước đêm giao thừa, ban tổ chức chương trình đã khoác tấm áo mới cho quả cầu ánh sáng. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để thay thế 192 tấm pha lê Waterford hình tam giác trên quả cầu, theo mẫu thiết kế mới mang tên The Gift of Wisdom. Nó được thể hiện bằng hình ảnh một bánh xe với những cánh hoa tri thức ngày càng lớn lên. Hàng năm chúng tôi lại thay 192 mảnh tam giác này, tạo nên một mảng ghép của hy vọng và mơ ước trên quả cầu. Mỗi năm quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng 3,7m và nặng khoảng 5,3 tấn này lại được thay 192 tấm pha lê mới để thể hiện chủ đề của từng năm. Mỗi tấm pha lê hình tam giác của quả cầu chứa hàng trăm đèn LED màu đỏ, xanh dương và xanh lục. Tổng cộng có 32.000 đèn LED tạo nên ánh sáng lung linh huyền ảo cho biểu tượng năm mới này vào đêm giao thừa. Các đèn LED có thể lập trình được và điều đó cho phép các nhà tổ chức buổi lễ biến quả cầu thành một màn trình diễn ánh sáng linh hoạt thay đổi từng năm. Năm nay tuy phải giảm số lượng người tham gia trên quảng trường thời đại, nhưng sẽ có hơn 1 tỷ người trên thế giới tham gia đón mừng khoảnh khắc giao thừa cùng chúng tôi trên truyền hình và trên Internet. Đó là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đến với nhau, ngay khi khoảng thời gian này chỉ kéo dài trong 60 giây, khi chúng ta đếm ngược đến năm 2022. Ngoài sự kiện đếm ngược cùng quả cầu pha lê, lễ đón giao thừa trên quảng trường thời đại còn có sự khuấy động của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.